Một mẫu áo mà có thể nói là bạn gái yêu, mẹ vợ thích và bạn bè mến thương chỉ có form áo polo thôi. Kiểu trông chuẩn thành lịch lãm và phù hợp hết hầu hết các hoạt động hàng ngày của mọi người nè. Áo thun cổ trụ tối giản M4, chất liệu là vải cá sấu TC, thành phần là polyester cotton và spandex, co giãn thoáng mát, thấm hút và thoải mái cho hoạt động. Ở đây chúng tôi có nhiều sự lựa chọn màu sắc cho mọi người nha, diện đi làm, dạo phố, đi hẹn hò, vân vân và mấy mấy luôn. May đắp logo inox Y2010 xịn tinh tế mà phải đủ tinh tế mới nhìn được đó nha. Hãy đến Yami Shop bên những sản phẩm chất lượng nào.